của em. Ủa anh, đi vệ sinh cái gì mà lâu như vậy? Anh đi tìm nãy giờ không thấy đâu hết trơn à. Con gái mà. Thôi đi anh. Lại đứng lại. Hả? Cộng với chuyện tao mới vừa để đây đâu có tiền rồi. Không biết, không biết chú ơi. Mày lấy của tao đúng không? Tao vừa để đây mày lấy đúng không? Chú nói cái gì kỳ cục vậy? Tự nhiên chú mất dây chuyền có đổ thừa bạn gái con ăn cắp là sao? Nè, tao vừa để đây, tao vô tao rửa tay sát bên đây, chỉ có nó bước ra đây, nó lấy cho mày lấy trơn á. Không có ai lấy dây chuyền của chú hết á. Nè, mày đã đồng bọn với nó cho nên mày binh nó chứ gì? Chú càng nói càng quá đáng à. Cái sợi dây chuyền của chú để đâu thì chú phải có ý thức chú giữ lấy nó chứ. Bây giờ chú mất là chú đổ thừa người này người kia. Chú có bằng chứng gì mà buộc tội tụi con? Tụi bay cũng ranh. Tụi bay lợi dụng lúc camera quán bị hư, tụi bay trà trộn vô để trộm cắp tài sản của tao hả? Được rồi, nếu tụi bay không có lấy, đứng đó cho tao xét trước khi tụi bay đi. Được rồi, chú muốn xét chú xét đi. Em để cho chú xét đi, mình không lấy là mình không có sợ. Đó, mày cất ở đâu? Mày giấu ở đâu? Chú vừa phải thôi chứ, đã nói họ không có lấy là không có lấy. Tự nhiên bây giờ chú cứ đổ thừa người ta hoài à. Chú xin lỗi bạn con đi. Tao không có xin lỗi, chuyện này tao không có bỏ qua được. Chú này sao mà cô kia, cô làm cái gì vậy? Nè, mày không lấy hả? Vậy cái này là cái gì? Còn gì để nói không? Hả? Đúng rồi, đúng là cộng với chuyện này rồi. Đồ cái quân ăn cướp, ăn cắp. Trời ơi, trời ơi, đẹp mặt chưa? Ăn mặc lịch sự vậy đó mà đi ăn cắp. Trời ơi, thiệt là không ngờ luôn á. Em làm cái trò gì mà kỳ cục vậy? Anh à, không, anh không ngờ em là con người như vậy luôn đó. Anh nghe em giải thích đã, cái chuyện không phải là giải thích hả? Muốn giải thích á thì lên vườn mà giải thích. Anh à, anh mày đứng im đó, mày tính đi đâu? Mày tính bỏ trốn đúng không? Đi lên vườn với tao, đi lên vườn với tao nè. Có sao không em? Được rồi, tao sẽ bắt được mày thôi hả? Mới chợ hả? Ủa? Anh Hưng, anh qua hồi nào vậy? Tôi nghe nói là ngoại bệnh, tôi qua tôi thăm một chút. Chứ cô đừng có hiểu lầm. Anh Hưng à, cái chuyện hồi hôm bữa không phải như anh thấy đâu. Em có nỗi khổ riêng nên mới làm như vậy chứ không phải là... Nỗi khổ? Ừ. Nỗi khổ gì cô nói tôi nghe thử coi. Em... À, ngoại bệnh nặng lắm nên em cần một số tiền rất là lớn để mà... Cô lại nói dối nữa. Tôi mới vô thăm ngoại tức thì nè, ngoại chỉ bị cảm bình thường thôi à, chứ không có bệnh tình gì mà nặng nề tới mức là phải đi ăn cắp vàng người ta để về chữa bệnh hết á. Nhưng mà em... Cô không còn thuốc chữa nữa rồi, vừa nói dối vừa ăn cắp. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Tôi về. Có chuyện gì mà hai đứa lớn tiếng dữ vậy? Ngoại. Thôi, đừng có khóc nữa. Chuyện gì thì từ từ tính nghe con. Chủ quán, chủ quán đâu rồi? Chủ quán đâu? Mẹ vợ. Mẹ sao mẹ tới đây? Còn mày nữa, mày tới đây để làm gì? Bữa ăn cắp sợi dây chuyền tao chưa đủ hay sao? Định tới đây là ăn cắp cướp nữa hả? Mẹ, sao mẹ đi với thằng này làm gì vậy mẹ? Mẹ ngồi. Im đi. Tao không phải là mẹ vợ của mày nữa. Còn mày á, mày là cái thằng... Nè, bà già kia, bà làm gì vậy? Làm cái gì bà đánh chồng tôi? Chồng của mày. À, thì ra mày là cái con tiểu tam đó hả? Tiểu tam cái gì? Mày lấy chồng của con gái tao ha. Là bị hả? Ai lấy chồng của con gái bà? Tao nói cho mày nghe nè, trời Phật cũng còn thương xót tao á, trước khi tao chết còn cho tao gặp lại cái tụi bay nè. Tao cho mày biết, mày á, mày là cái thằng mày gom hết tất cả tài sản dòng vàng của con gái tao á, mày đem cho cái con tiểu tam này nè, để cho con tao á nó phải chết vì lên cơn đau tim. Lương tâm mày đâu mà mày sống hạnh phúc như vậy hả cái thằng hả?
Ba, nói vậy ông chú này là ba của Ngọc hả bà? Đúng rồi đó, nó là ba con Ngọc đó. Vậy sao hồi bữa gặp Ngọc ông không biết gì hết vậy? Nó bỏ con Ngọc đi á. Hồi lúc con Ngọc mới có 7-8 tuổi à. Bây giờ mặt mũi con Ngọc con của nó ra sao nó còn không biết nữa kìa. Làm gì mà nó nhìn được con Ngọc con? Còn cái cọng dây chuyền bữa hôm đó đó là của má con Ngọc đó, đó là cái kỷ niệm đó. Nó thấy cái cọng dây chuyền nó lấy lại đó con, chứ không phải nó ăn cắp đâu. À, thì ra ông là đồ ăn cắp. Mà đồ của người ta lấy về thôi chứ có gì đâu. Mày biết gì mày im à? Đúng là vừa ăn cắp vừa la làng. Bởi tụi bay mới là im đó. Bây giờ á, cô có trả cọng dây chuyền này lại cho tôi hay không? Cậu có trả lại tất cả những cái gì mà cậu lấy của con gái của tôi hay không? Tôi không trả đó. Bà lấy bằng chứng đâu á mà nói đây là đồ của con gái bà? Có ngon á, đem bằng chứng ra đi. Được, muốn bằng chứng chứ gì ha. Tôi nói đàng hoàng mấy người không chịu thì đây nè, chống mắt lên mà xem. Đây là tất cả những giấy tờ bằng chứng mà con gái của tôi đó nè, tài sản của con gái tôi mua sắm á, cái bằng chứng đây nè, luôn cả cái cọng dây chuyền này nó vẫn còn giấy tờ đây nè ha. Nè mày nhìn cho kỹ đi nha. Tao chỉ cần đem cái tờ giấy này nè lên công an á, tao trình á, là tao nói tụi bay á là ăn cắp ăn trộm đồ của con gái tao. Tụi bay nên nhớ á, nó chỉ hơn 2 triệu thôi là tụi bay đã ở tù rồi. Hơn nữa cái số vàng của con gái tao là đủ tụi bay ở tù một vòng. Mai mốt anh mua cho mấy cọng khác bự hơn nữa. Trả đi, nghe lời anh đi, trả. Từ từ, đừng xoay quanh đây đi. Dạ, con trả lại cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ tha cho con lần này, mẹ đừng có thưa kiện gì nữa nha mẹ. Dạ, con trả cho mẹ. Mày nghe tao nói nè, tao sẵn sàng tha cho mày, nhưng mà cái lương tâm của mày nè, cái quả báo của mày nè, vợ mày chết vì mày đó, cả cuộc đời này mày trả không có hết đâu, nhớ nha. À, tôi tưởng đâu gì hay ho lắm, ông thiện cấp, con nhỏ này thì tiểu tam, đúng là nồi nào úp dung đó à. Ơ nè, về hết đi, khỏi uống gì vậy. Là mọi người, từ từ nghe tôi nói nè. Cái gì, vừa ăn cắp vừa la làng mà từ gì nữa. Về đi, quán ông Minh về hết vậy. Về hết đi, về đi. Mọi người ơi, khoan đã. Nè, anh thấy nhục chưa, chia tay đi. Con ngoại. Ngoại đi đâu nãy giờ con tìm ngoại nhiều lắm luôn á. Ngoại đi đòi lại kỷ vật của mẹ con được cho con rồi nè. Con cảm ơn ngoại. Con cảm ơn ngoại nhiều lắm. Nghe ngoại nói nè, mai mốt á, muốn làm cái gì á thì phải cho ngoại biết. Con không có được tự ý mà đi một mình như vậy nghe không. Em, sao nhà em có chuyện mà không cho anh biết cái gì hết vậy? Tại gia đình anh á là gia đình gia giáo, còn gia đình em á thì phức tạp lắm. Em sợ nói ra anh nghĩ là em không xứng với anh. Anh không có bao giờ so đo hay là so sánh em với bất kỳ một ai hết đó. Nếu như mà gia đình em đã không hạnh phúc rồi thì anh phải bù đắp cho em nhiều hơn nữa. Em hiểu không? Mình làm lại nha. Ngày trước chị kêu em dọn rồi mà, sao bây giờ nó vẫn còn đây vậy? Dồi nó bu lên rồi nè, ba mẹ ăn vô rồi sao? Mấy ngày làm như mấy tháng không bằng gì á. Lỡ có mùi xíu chị xịt nước qua vô là thơm phức chứ gì. Chị hay làm quá không? Em nên nhớ cái nhà này còn ba còn mẹ nữa. Ba mẹ lớn tuổi rồi, nếu như ăn phải cái nồi cơm này thì sao? Bệnh hoạn ai chịu? Trời ơi chị ơi, ba mẹ là ba mẹ của tôi, đâu cần chị lo. Ba mẹ là ba mẹ của em, nhưng căn nhà này là căn nhà của anh chị. Nếu như em không thay đổi mà vẫn cái tính lười biếng ỷ vô chị làm hết tất cả mọi thứ trong nhà này á,
thì chị sẽ cho em ra khỏi nhà để em tự sống tự lập. Còn nếu sống trong căn nhà này tiếp tục thì em thay đổi đi. Dạ, thì giờ em dọn ra được chứ gì. Để bên kia giúp chị đi. Chị ơi canh. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Trời ơi, cái gì? Cái gì mà la ông sụp? Cái gì vậy con? Tay con đau quá. Con bị cái gì vậy hả? Sao vậy? Chị Lan, chị ghét em mà chị nói. Chứ sao chị cố tình hất cái tô canh vô người em vậy? Con không có đâu mẹ. Tự nhiên con không biết tại sao tô canh lại hất vô người em nữa. Tự nhiên sao được mà tự nhiên? Bộ cái tô này nó có tay có chân, tự nó nhảy vô đổ vô người em mày hả? Mày làm chị dâu mà tại sao mày xéo sắc quá vậy hả? Em biết chị không thích em, tại vì em ăn nhờ nhà chị. Em biết em vô dụng làm chị chướng mắt, nhưng mà em cũng có kiếm việc làm mà. Ở nhà này em cũng phụ chị chứ phải ăn không đâu. Hay chị cố tình làm vậy để đuổi em ra khỏi nhà chị đúng không? Nhà nào là nhà của nó. Cái nhà này cũng có công sức của thằng Khang bỏ vô, cực khổ mới tạo dựng nên. Ai nói nhà của nó? Còn Ngô Lan nữa. Từ đây sắp tới tất cả chuyện nhà con làm hết đi. Con Mai nó bị phỏng rồi, nó không có làm được nữa đâu. Có một chút xíu chuyện như vậy cũng tị nành. Rồi mày tìm cách mày hại em mày như vậy á, mày làm chị dâu mày có xứng đáng không? Ôi mẹ, cái chuyện đó cũng đâu có gì là to tát đâu. Con Mai, đi vô rửa tay thay đồ đi, rồi ra ăn cơm. Mẹ ngồi xuống ăn cơm với tụi con luôn. Thôi, tôi hết dám ăn rồi, no rồi. Quá trời quá đất, trời ơi, con cái cưng của tôi hả? À. Em có sao không? Không, em không sao hết á. Mà mắc cười gì trời. Mai, cái tay em đang đau mà. Hay là em giả bộ để em trốn tránh việc nhà đúng không? Còn bày bừa cái đống này nữa. Chứ chị muốn làm việc nhà hả? Được rồi, để em làm. Chị Lan, chị làm gì vậy? Mẹ ơi, em đau quá à. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ, cái gì mà la ung sùm vậy? Trời đất ơi, cái tay con đang đau mà con còn cầm chổi quét nhà chi nữa vậy hả? Lan, có phải con bắt buộc em con cầm chổi quét nhà không? Con có biết là cái tay em con đang đau hay không hả? Mẹ, cái tay em nó đâu có đau đâu mẹ. Với lại con đâu có bắt em nó làm việc nhà. Cô nói nghe mắc cười quá. Không có chuyện gì mà khi không hết trơn á. Cũng có thể là cô nói sách nói mé cái gì á. Cho nên á, con Mai nó mới cầm chổi nó quét cho vừa lòng hả giả cô đây nè. Mẹ, mày đừng có la chị Lan nữa. Con biết cái phận con ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cho nên là phải nhìn mặt người ta mà sống. Như là mấy chuyện này nhẹ lắm con làm được hết á. Mày đừng có la chị Lan, chị Lan nhẹ không cái có gì? Vui. Nó không vui đó là chuyện của nó. Con có biết con là con gái vàng, con gái ngọc của mẹ không? Từ nhỏ tới lớn mẹ không để con làm bất cứ cái việc gì động móng tay hết trơn. Mà ngày hôm nay nè, để cái con chị dâu ác độc này nè, nó ép buộc con làm những chuyện nặng nhọc như vậy coi đưa được á. Con quét nhà đúng không? Cô cầm chổi rồi tự quét cái nhà này đi. Tay con tôi nó đau, nó không có quét được đâu. Làm gì hôm nay tình cảm vậy? Hay là anh làm gì sai cho nên là vô nịnh em đúng không? Anh là ai vậy? Buông tôi ra coi. Trời đất ơi, giữa ban ngày ban mặt mà mày dám dắt trai về nhà ôm ấp ở trong nhà như vậy đó hả? Không có như vậy đâu mẹ, mẹ đừng có hiểu lầm. Cái anh này là ai con đâu biết đâu, tự nhiên chạy vô ôm con à. Em nói cái gì vậy? Anh là người yêu của em, rõ ràng em hẹn ra đây mà. Mày, nè, anh đang nói gì kỳ vậy? Tôi với anh làm gì quen biết nhau mà tôi hẹn anh. Đồ thứ biến thái. Mẹ, nó biến thái đó mẹ. Biến thái vậy mà biến thái. Làm gì có chuyện biến thái ở đây. Ai biến thái tự nhiên chạy ở nhà ôm ấp ấp như vậy. Mày đúng là cái thứ đàn bà trơ trẽn ha. Giữa ban ngày ban mặt mà mày dám dắt trai về đây ôm ấp. Còn mày nữa, mày trả lời cho tao biết. Mày với con dâu của tao quan hệ gì hả? Trời đất ơi, con nói với cô nãy giờ rồi. Ở đây là người yêu của con cô nè. Quen nhau mấy năm rồi cô? Trời, anh nói cái gì vậy hả? Mẹ, không phải như vậy đâu.
Tại hồi nãy là con tưởng nó là anh Khang ôm con từ phía sau, cho nên là con nói chuyện vui vẻ vậy thôi chứ con có biết ảnh là ai đâu. Im đi! Chồng mày với cái thằng người lạ như vậy mà mày không nhận ra hả? Mày nói lầm là lầm làm sao hả? Bây giờ con có chứng cứ cho mẹ coi luôn nè. Khỏi nói gì luôn, anh coi luôn nè. Đó, thấy chưa? Trời ơi, còn nói cười với nhau nữa, mày mày còn chối nữa không hả? Cậu kia, tôi mượn điện thoại xíu được không? Chia cậu. Cứ cho tôi mượn đi, mày sẽ rõ. Trời ơi, phiền quá. Nè, có vẻ như người cậu quen biết không phải là vợ của tôi mà là Mai. Thì Mai, cái chuyện này làm sao? Con giải thích cho mẹ biết coi. Con đó, anh thấy chị ta không? Bây giờ anh nghe em, anh vô anh ôm chị ta lại, em sẽ quay lại làm chứng để có cớ đuổi chị ta đi. Cái nhà này có em sẽ không có chị. Cái chuyện gì chứ, cái chuyện ôm này là nghề của anh nè. Nhưng mà lỡ công an bắt thì sao? Trời ơi, lo cái gì, nhà này gần nhà của em mà. Anh cứ làm, có gì em chịu hết. Ngay từ đầu con đã biết Mai không phải là cái người tốt lành gì. Nó là một đứa không lỗi, chứ không có hiền như mẹ nghĩ. Cái tô canh ở trên bàn thật ra là một tô canh nguội, nhưng nó cố tình là la lên là tô canh nóng, mục đích đổ hết việc trên vợ con làm. Chứ nó có bị cái gì đâu. Làm gì có ai ngoại tình mà dắt trai về nhà, vô phòng khách ngồi ôm ấp. Với lại Lan cũng thừa biết là bữa nay có con với lại mẹ ở nhà. Không lẽ con ngu tới mức đó hả mẹ? Đúng rồi, con nói rất là có lý. Anh đã nhìn em rất là nhiều lần, nhưng mà càng được nước là em càng lớn tới. Bây giờ anh quyết định luôn, căn nhà này là của anh, anh không cho em ở nữa. Em đi ra ngoài đường đi, muốn sống muốn chết như thế nào đó thì tùy ý với em. Anh hai đừng, đừng có đuổi mà anh hai. Dạ xí 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 à, gia đình mình á có gì giải quyết sau nha. Mai, tí lấy điện thoại giùm anh nha, anh đi trước á. Mày, mày đúng là cái thằng khốn nạn. Mẹ, mẹ nói với anh hai tiếng đi mẹ. Con Mai á, nó còn nhỏ người non dạ lắm, nó thiếu hiểu biết, cho nên nó mới sai lầm. Con thông cảm bỏ qua cho nó đi, rồi từ từ á mình dạy lại nó nha con. Không có thông cảm cái gì hết mà. Mình là người trong nhà với nó đây, mà mình nói nó có được đâu. Mình dạy nó không xong thì để cuộc đời dạy nó, để cho nó biết cái mùi đắng cay là như thế nào. Biến khỏi nhà liền. Biến. Anh nói vậy thôi, tôi đi cho anh vừa lòng. Điện thoại người yêu tao, chạy đi. Mai. Yeah. Mai. Để con nó lang bạc được như vậy bao lâu? Mày đừng có lo cái gì hết. Anh xin lỗi em, bao nhiêu lâu nay để cho em chịu nhiều thiệt thòi thôi. Không sao đâu, em hiểu mà. Cảm ơn anh nha. Vậy là sao? Chồng của cậu mới mất, lẽ ra cậu phải buồn chứ, sao cậu vui mà còn cười nữa? À, tôi biết rồi. Một là cậu đã có người đàn ông mới. Hai á là cậu vì thương chồng quá rồi buồn quá điên luôn. Trời ơi ông ơi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện nhà ta sẽ mình biết được. Muốn biết không? Vô hỏi chắc đi. Vô hỏi. Cô Lan, có chuyện này tôi không hiểu. Tôi muốn hỏi cô, chồng cô vừa mới mất, lẽ ra cô phải buồn thì mới đúng. Lúc nãy tôi có thấy cô vui mà cô còn cười nữa. À, đúng ra là tôi không nên hỏi. Thôi có gì cô bỏ qua giùm nha. Đâu có gì đâu, thì em phải vui chứ, có gì đâu buồn anh. Trời đất, sao vậy chị? Cuộc đời của em á có hai ngày vui nhất. Một là ngày lên xe qua, còn hai á là ngày đưa tang chồng. Trời ơi, vậy là chồng chị mất chị vui thiệt luôn á hả? Làm uổng công hồi nãy tôi đứng ở ngoài á, tôi bên chị quá trời luôn. Chị ác thiệt á. Ông bà già xưa mà nói đúng mà đâu có sai. Nghĩa tử là nghĩa tận. Cô Lan à, cái người vừa mới nằm xuống á là chồng của cô đó.
cái người đầu ấp tay gối của cô suốt bao nhiêu năm trời đó. Cô có không thương á thì cũng nghĩ chút tình, có đâu mà cô đành đoạn cô mở miệng cô nói được cái câu cô vui khi chồng cô vừa mới mất. Trời đất ơi, sao tâm địa của cô độc ác dữ vậy cô Lan? Tôi mới nói có một câu à, mà mấy người đã cho là tôi là một người đàn bà độc ác, có thể cười trước cái chết của chồng mình. Vậy thì mấy cái này là gì? Trời ơi, anh ta đánh chị ra nông nổi luôn đó hả? Trời ơi, à, bạn bè cái quần về tiền ăn hết, không để một xu. Ê, rồi nhà cửa như cái nhà hoàng. Lan ơi, Lan, mày thấy chồng mày về nè, mày trốn đâu Lan? Dạ em nè anh. Đấm giùm cái lưng rồi massage giùm xíu, mỏi quá. Mạnh cái tay lên coi, mày cũng bún hay sao vậy? Dạ, cha đi, uống đi. Cơm nước đâu? Dạ có cơm rồi, để em dọn lên cho anh ăn nha. Để đi. Dạ. Tại sao cơm hộp? Tại vì sáng làm cái giống vậy, nhà mày không nấu cơm. Sáng giờ em bận chăm má cho nên là anh ăn đỡ cái này đi anh cũng được mà. Mày chăm má rồi ai chăm tao hả? Mày lo cho bả rồi ai lo tao? Có tao giỡn với mày hả? Mày tao không dạy mày riết mày lầy cỡ này đúng không? Nè, cơm nước mày cũng không nấu nhà này rồi mày lo cái gì vậy tao? Mày lo cái gì? Con chó đập xuống. Mày đập xuống. Mày đập xuống. Anh ơi em xin anh mà. Đi xuống ngay. Ngồi xuống. Em xin anh mà. Mày đâu? Ý, quên lấy tả rồi. Mẹ già thân yêu, khỏe không mẹ già? Cái mùi này thú quắc đi trời. Sao dọn mà để cái này ở đây? Con Lan đâu rồi? Dạ à, anh kia em có gì không? Sao mày để cái này ở đây? Mày làm cái gì vậy? Tại vì nãy em quên mang ra, với em quên lấy tả, giờ em lấy tả vô thay cho mẹ nè. Tao kêu mày ở nhà là chăm lo cho mẹ tao đầy đủ đàng hoàng. Thì em vẫn đang chăm mẹ mà. Mày thấy mẹ tao liền nằm im một chỗ rồi mày tưởng bà không biết cái gì hết hả? Cái người bà đơ nhưng mà cái mũi bà ngửi được. Mày để cái này kế bên rồi bà ngửi vô làm sao? Hả, sao mày ngu dữ vậy? Để tao cho mày biết cái cảm giác mà mày đối xử với mẹ tao rồi nó như thế nào nè. Cho mày nhớ lần sau mày chừa luôn. Hả? À. Mày thấy nó kinh chưa? Mày thấy nó tởm chưa? Hả? Mày nè! Mày nè! Mày vô đây! Tao cho mày chết luôn cho mày nhớ đời. Sao lúc đó cô không đi báo công an? Người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Tôi biết, trong mắt mấy người, tôi là người đàn bà độc ác. Nhưng mà cái nỗi đau tôi gánh chịu đâu có phải ai cũng có thể hiểu được đâu anh. Cô Lan à, những cái gì mà tôi vừa nói lúc nãy cô bỏ qua cho tôi nha. Tại vì tôi chưa hiểu được câu chuyện trong gia đình của cô. Cô đừng để bụng nha. Dạ chị cho em xin lỗi, hồi nãy em cũng có lỡ lời. Chị đừng có giận em nha. Khùng quá à. Chị giận em làm gì? Em giận anh làm gì đâu. Em chỉ trách ông trời á, tại vì ổng sinh em ra cái số khổ. Thật sự á, cái nỗi đau của em á không ai hiểu được đâu. Chỉ có những người trong cuộc
mới hiểu được thôi à. Ôi trời, đứng lên bà có sao không vậy? Trời ơi, sao đâu. Đồ con mất dạy nè. Hả? Mày thấy mẹ mày bị phỏng không? Tại sao mày không lo? Mày đi lo cái đống giấy vụn này. Bà ơi, cái này phải là giấy vụn. Cái này là công việc của con. Lỡ nó hư con mất hết gì, bà hiểu không? Thôi được rồi, mẹ xin lỗi con mà mẹ không biết. Nè, lỡ mẹ mày phỏng, có mệnh hề nào mẹ mày chết. Mày có cái mạng sống của mẹ mày không bằng cái công việc của mày hả? Sao ba làm quá anh vậy? Phỏng có tí xíu à, sao mà chết được? Mỗi lần con về ba cứ kiếm chuyện với con vậy. Thì chứ con không muốn về cái nhà này luôn á. Mày đứng lại. Thôi ông ơi, tôi không sao hết trơn á. Thôi để tôi dọn dẹp mà. Bà để đó tôi làm, đi vô trong. Vô trong tôi xức thuốc cho. Đi vô. Trời đất ơi, bà đó, bà đang bệnh, bà không lên phòng bà nghỉ ngơi đi. Mấy cái chuyện này để cho con Hà nó làm. Đi lên chỗ nghỉ cho tôi. Thôi đâu có sao đâu, con Hà nó đang kẹt lo giấy tờ gì của công ty nữa đó. Nó đang làm việc, đợi nó làm việc xong á là mình đói chết luôn á. Đói cái gì? Bà để đây, tôi nói cho bà nghe, nó là con của mình mà ngày nào á mình cũng hầu hạ phục vụ nó là sao? Lẽ ra nó lớn rồi, nó biết giờ này cơm nước nó phải lo cho mình chứ. Ông kỳ quá à. Cái chuyện nấu nướng bếp núc á tôi quen rồi, để tôi nấu cho con nó ăn, có gì đâu mà ông la ông rầy hoài à. Đấy, ông ngồi xuống đi, ngồi đi ăn cơm nè. Rồi bây giờ nó đâu? Nó đâu, nó không chịu xuống đây ăn cơm. Rồi nó đợi á tôi với bà lên trên đó năn nỉ thỉnh cầu nó xuống hay sao? Hai à, dạ. Ăn cơm. Trời ơi, từ từ con xuống, sao ba cứ hối con hoài vậy? Con đang bận mà. Bận cái gì? Mày muốn đợi á cho ba mẹ mày á chết vì đói chờ mày hả? Thôi hai cha con lo ăn cơm đi, la sùm hoài. Nè, ăn cơm đi ông. Này mẹ nấu gì vậy? Cái này là cá chiên, con ăn thử đi, mẹ làm ngon lắm á. Sao mặn quá vậy mẹ? Mặn ha. Vậy con ăn cải chua đi con. Nè, cải chua nè, có cái món gà kho gừng. Ừ, món này ngon nè. Ngon ha. Dạ. Nè, ăn gà kho gừng đi con. Ăn thử coi, ngon không? Cái này là gà đồng á, gà ta. Gà có món ngon chứ. Nếu mà con thích ăn gà như vậy á, để ngày mai á mẹ đi vô mẹ mua thêm một con nữa về mẹ làm cho con ăn nha. À, khỏi rồi mẹ. Mai con lên Sài Gòn sớm rồi. Khỏi mua đi. Ủa, sao mà con lên Sài Gòn nhanh quá vậy con? Không ở chơi thêm vài bữa nữa? Tại con có việc nên là ghé nhà luôn, không ở lâu được. À đúng rồi, quên. Nè, tiền này mẹ cầm đi, con phụ tiền sinh hoạt cho nhà mình á.
Rồi sẵn có gì mẹ mua đồ ăn cho con luôn. Vậy em, con có muốn ăn thêm món gì nữa không? Mẹ làm thêm vài món nữa cho con đem về trển con ăn nha. Món gì ta? Để con nghĩ không? Đủ rồi. Tôi cấm bà. Ngày mai á, mà không có ra chợ mua cái gì hết, làm cái gì hết á. Còn mày nữa, mày muốn ăn cái gì mày tự làm mà ăn đi. Đây là mẹ của mày, chứ không phải người ăn kẻ ở mà ngày nào cũng phải hầu hạ mày. Con mày là ô xin đâu sao ba cứ chửi mà nói kiếm chuyện con hoài vậy? Tôi nấu cho con ăn mà ông la nữa. Phải chi á, con của mình á, nó như con gái của những người khác á. Nó về đây nó biết quan tâm cha mẹ nó thì tôi đâu có rầy nó. Nè, mày sống theo cái thói này, lần sau á đừng có về đây nữa, ở trển luôn đi. Sao ba nói kỳ vậy? Con về cũng đem tiền về cho nhà mình, có phải con ăn nhờ ở đậu đâu ba cứ chửi con hoài. Ăn không có ngon lành gì á. Ba mẹ ăn đi, con ra ngoài ăn với bạn con. Con đó, vừa lòng ông chưa? Lâu lâu con nó về á, tôi nấu cho con nó ăn mà ông cũng la cũng rầy nó nữa à. Nó đi đâu nó đi, kệ nó, bà ăn đi. Tôi ăn hết nổi rồi. Ông này à, nửa đêm nữa không? Ông làm cái gì sau lưng ông, tôi ông chạy tới làm tôi hết hồn à. Trời đất ơi, nói chuyện đừng cầm cái dao thấy ghê quá. Tôi mới hỏi bà mới đúng đó. Nửa đêm nửa hôm không có chịu ngủ, đi xuống đây á làm cụp cái gì vậy? Tôi chặt con gà, tôi tính kho xả để cho con mình á ngày mai á nó đi về thành phố nó đem theo nó ăn. Trời ơi, tại sao bà lại khổ như vậy chứ? Bà làm để làm cái gì? Không nữa, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ cái gì mà nhỏ? Kệ nó, tôi lôi đầu nó xuống đây nè, để cho nó thấy cái cảnh mẹ nó nửa đêm nửa hôm mẹ nó làm công việc cho nó cực khổ như thế nào. Thôi, con sao mà ồn ào quá, đêm khuya ba mẹ không ngủ thì để cho người khác ngủ chứ. Mày im miệng mày đấy. Tao hỏi mày nè, một năm mày về căn nhà đi được bao nhiêu lần? Mày về nhà này rồi mày cắm đầu vô công việc, không á thì mày ôm cái điện thoại suốt ngày, rảnh một chút xíu á mày xách xe đi đàn đứng với bạn bè mày. Vậy mà mày nói mày về thăm ba mẹ mày, vậy mày có đúng nghĩa là thăm chưa? Sao ba khó hiểu quá à. Con không về thăm á, ba nói con mất dạy, bất hiếu. Mà con về á, cái ba kiếm chuyện con hết chuyện này tới chuyện kia. Ba thấy ba có quá đáng không? Làm gì ai mà chịu nó nổi? Cái nhà này làm gì mà mày không chịu nổi? Hả? Ta hỏi mày nè, có bao giờ trong thâm tâm của mày á, tự nhớ, tự thương ba mẹ mày mà mày về mày thăm chưa? Hay là mày tiện đường công việc rồi mày ghé qua nhà, hay là mày sợ bà con dị nghị nói ra nói vô rồi mày ghé nhà cho có lệ hả? Thôi mà ông đừng có la rầy con nó nữa. Sao ông cứ la nó? Bà im đi, để cho tôi nói hết hả? Mày về thăm cái gia đình này, mày thăm cha mẹ mày, mày hỏi thăm mẹ ơi ba ơi ba mẹ có khỏe không? Chưa bao giờ mày hỏi câu đó. Mày về mày chỉ biết đưa tiền mẹ mày không có bao nhiêu hết, mà mày sai mẹ mày mỗi ngày đi ra chợ mua cái này mua cái kia về nấu nướng phục vụ bản thân mày. Mày chưa bao giờ mày nấu được một cái nồi cơm cho tao với mẹ mày ăn. Mày coi đi, ai là quá đáng? Là quanh đi quẩn lại cái tiền đúng không? Bây giờ ba cần tiền ba cứ nói với con. Trời ơi, trời ơi, sao ông đánh con tôi vậy hả? Con ơi, con có sao? Mẹ bỏ đi, tại mẹ hết đó, là mẹ hết đó. Thì ba bây giờ ba chửi con mà quýnh con mẹ vừa lòng mẹ chưa? Ông ơi, tại sao ông cứ la rầy ông chửi mắng con hoài vậy hả? Tôi còn sống ngày nào á, được nhìn thấy mặt con tôi ngày đó là tôi vui, tôi mãn nguyện lắm rồi. Mẹ bà sao vậy bà? Sao vậy bà? Mẹ sao vậy bà? Mày đi đi, mày đừng về căn nhà này nữa. Mày có bao giờ mày về đây mày hỏi thăm sức khỏe mẹ mày ra như thế nào? Mày có biết mẹ mày ung thư giai đoạn cuối rồi. Mày nghe chưa? Không sao đâu bà, dù gì cũng còn có tôi, còn có tôi. Mẹ ơi, mẹ lỗi mẹ. Con
Nín đi mẹ, không sao đâu con. Mẹ hãy lửa cho con nha mẹ. Mẹ cứ bỏ con.